Hôm qua, Liên đoàn Lao động thị xã Tịnh Biên tổ chức hội nghị Ban chấp hành Công đoàn thị xã lần thứ tư mở rộng khóa 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua, hoạt động công đoàn năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban kiểm tra năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024, thông qua kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2024, kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Trên cơ sở những kết quả đạt được năm 2024, Liên đoàn Lao động thị xã Tịnh Biên tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở đổi mới, sáng tạo hoạt động công đoàn, đẩy mạnh hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên công đoàn, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.